lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng gì mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah. Da đẹp. Da đẹp. Đẹp. Đẹp đúng không? Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó. Nhưng mà trời ơi. Đẹp quá. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Đó hả? Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mai em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay con 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh Quốc Tuấn. Mình con là em. À em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. 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 Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Úc. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng gì mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Da yeah, đẹp. Da yeah, đẹp. Đẹp, yeah. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about it, your skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love her. When I first met her,
em thấy em nhìn chân chó chân chó ai chân nhưng chó mà, chó à nhưng mà trời ơi đẹp quá đẹp. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chân chó rồi đó. Yeah. I'm curious, more curious about her and I want to get to know her more, but I felt yeah, instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ, ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... Tức là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her. When you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first. Em sợ a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đó anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn, mà không nói chuyện tuần. Cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin, cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới chính thức tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hay chót, vợ em nói rất là nhiều. Mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói no, what's that? You know you speak too much? When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say?
Yeah, some bits chip seal, chip seal. Chip seal, wow. Yeah. Still learning Vietnamese, hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là công việc ở bên kia. Do you feel like happy or say when you move over here to live with me? How is your life now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking. I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ, không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gần tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đó. Chảnh chó, em cù bắp. Cù bắp. Em cù bắp. Hả? Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy cái kiểu. Đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn, cái ráp người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội, là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do it, I clean the house or something. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh á. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không?
con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ ờ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu? What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do it, you do something like that. No. What do I do? I don't even know my face. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nông chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi góc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like. Bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you. Thank you very much. Như nãy ông kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh yeah. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm á mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Tại em con nít mà, trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay mình đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Đức Tuyền,
Hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. À, 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp hả? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? À, cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả? Cái gì? Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, năm? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc điểm đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. À. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Dạ. 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là à đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. À. Không? Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ, phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng? Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi và phải nhắn tin năn nỉ lắm á mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là chú họ. rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh, thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Giờ thanh niên đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không ạ? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Tụi quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nghĩa là 33 rồi, mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đầu ông 35 chắc yếu đi vậy nè, cho nên là cũng phải lo, phải không, lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 còn thấy cũng thường thôi. Nghe vậy đó em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tiến hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật, hỏi em ơi cái này sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình mà. Tại em con nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em ví dụ chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120ml đây? Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó. Nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60, còn lại ổng bú.
đúng không? Còn Dũng, Dũng Dũng có cái phát hiện gì thực ra thì khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm, nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ gì? Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ, rất rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó rồi là cằn nhằn hả? Cằn nhằn rồi nhai tới nhai luôn. Đặc biệt cao cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con, sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên bắt đứng nhảy. Từ khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, thế là hành hạ trí thức của em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt, nhậu vô làm mệt hơn rất nhiều. Cẩn thận đạp một cái rồi để ngủ khỏe đó bởi gì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ à? Thiệt sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Dạ. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chút tao ra là biết, là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Thì thấy như vậy nè, ở đây á hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn, tức là một đứa nít với người lớn. Là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời, tức là anh phải sửa cái điều đó. Anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học, đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nè? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc con. Chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Chà nhưng mình cũng ngại nè. Rồi kêu cha này sao nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê thì anh cười cho em. Chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi. Khi lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn. Đúng như chẳng như con báo vậy đấy. Tự nhiên hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Chúc mừng quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Thật chú rể ấn tượng quá. Hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, mình là Nguyễn Văn Thành. Năm 34 tuổi, nghề nghiệp hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mẫn, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mẫn là người gì? Dạ, em người Huế. Người Huế. Dạ. Còn Thành là như người Bắc hả? Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Nghĩa là hơn lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi, dạ, giáp. Đúng rồi. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích con trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích con trai Nam. Dạ đúng rồi.
Ờ, như vậy chắc chắn á, là cái việc thay Hành á, mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu 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 kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cái khoảng 6 năm thì mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Ừ. Lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy thì khoảng độ nhỏ lắm, chừng tí tí à, chừng 16 tuổi ấy. Chứ ấy mình cũng có một đời vợ rồi. À. Mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Ừ. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. À. Cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con đấy, liệu Hùng đừng có quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng dữ lắm. Không phải để tóc như bây giờ đâu. Nó con quắn quắn như con heo vậy nè. Nó sẽ rõ ràng cái đầu của Thành nhìn giống cái đuôi heo. Nhìn cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy, cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tay khách quá. Lúc đó là không để ý cô này không luôn, vừa để ý vừa thả dê tí để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy. Thả dê làm sao, lâu lâu cô ấy đi ngang quá nhìn không mình huýt huýt không biết. Không, mỗi lần mà anh đút chuột vậy em cảm thấy khó chịu không? Dạ nhưng mình cũng ngại nè. Ôi cái cha này sao nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê lắm, anh cười cho em. Chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong, sau đó là cười. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện, tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua, cô ấy nói chú ơi chú, chú cho cái con sạc cái điện thoại với. Mình luôn mình bảo thôi em cứ vào, em vào đi, vào đi, sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi, để còn lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy gọi em xuống, mình nhắn qua đến lại thôi. Thì cô ấy nhắn mình lại như thế này: chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là kêu người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thôi đi thì chú... thôi rồi đó. Thôi thôi, mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường thường á, buổi chiều á, ở chỗ làm của mình á, thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy, cho sạch. Trong cái hôm đấy á, thì tình cờ đang chuẩn bị dội, tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Hất luôn. Làm hất luôn. Nó chảy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà đi ra thì chạy nhanh, không dám đi từ từ. Sao kỳ ha, từ là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn á, né né cả đường đi lối về luôn đó. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Thì lúc đó thì con cũng có bằng trai rồi. Vậy anh này là những người là dự bị thôi. Làm buồn thật buồn, nó nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, thì mình bỏ tay đằng sau xem sao sờ sờ tí. Chửi luôn. Không có chửi mà phản ứng tự nhiên thì hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay quá anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ. Con cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Nhưng người ta đàng hoàng thì người ta không làm gì đâu. Rồi sao cái bữa đó có đi đâu? Không, sau bữa đó thì vợ mình nói là thôi chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi. Thôi trong bao lâu thì thôi, là có lần thứ hai? Thì như cũng 6 tháng sau mới nhắn lại. Thôi không sao rồi, lúc ấy lâu lâu về tối cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn buồn thì mình hay đi uống cà phê ôm ấy. Thôi. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình đi ngang qua là nhìn thấy. Mà mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm con người chú quá. Không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng nhận được tin nhắn của người ta, nghỉ sướng. Tự nhiên có người nghe anh. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bằng trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quen trên đài á. Nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là gia trưởng nè. Gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay.
Mà lúc cô ấy đi hỏi lại có như thế này thì tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình: chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mới tức thì nhắn tin: em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Sao rồi? Con trả lời kia làm sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia. Thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh à, bí mật bên đấy đi hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau ấy, chia tay đấy luôn, mình mới có cơ hội tiếp. Trong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai. Xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất, chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối om mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn. Đúng như dặn như con báo vậy đấy. Tự ôm hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Cái con lắm sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Nhưng mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Tôi lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn là làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Không, nhưng mà bây giờ vậy nè, cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì có 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này, chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là, bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình thì anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á, thì hai dì cháu bây giờ gọi con của Thành gọi dạ, là dì. Là dì. Hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm. Như chị em vậy đấy, đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạ như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương dạ, thương đúng rồi. Bé dạ, thương như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chị quá. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn còn ăn với nhau mà. Kêu là bánh trộn cái gì mà ăn cùng nha. Vui lắm này, này. Thoải mái lắm. Cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không dám nói ra đâu, mình chỉ nhìn và quan sát thôi. Mình biết vậy đâu mà lúc nhiều khi thì mình thấy cũng hơi cũng được. Như vậy thấy yêu vợ hơn không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều á, mình không có kiểu như là phân biệt đối xử hoặc là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có, giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có, chứ không riêng đứa bé. Vậy con chị nó sẽ tùy lắm đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha. Dạ. Đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chung cũng có nói mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Lúc đó chồng em cũng có nói là em mà thương con anh nhiều á thì em còn anh còn thương em nhiều hơn à. Chính xác. Dạ. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó không? Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nó nhiều hơn nó giận. Tính em thì cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quẳng cái chén ngoài đường. Dư lắm nha, nóng tính lắm. Có lần á đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi cái đầu đúng không, mà còn chàng một cái vách này, giờ con theo ở trên đầu này lên nha, nóng tính lắm. Hỏi nhỏ này, có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con cũng thấy có. Chồng lo cho con thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa, mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó. Tính là con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế, không phải như thế đâu. Nếu mà trời ơi, nói kiểu đó. Không, nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà.
nói thế là thật lắm đó chứ ừ. Còn nếu mà không thật đó là sẽ là kiểu khác, nói mà thấy mặt thằng đỏ này thôi. Nhân đây anh nói với ông này, với anh rất là có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ, vâng, vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật, thay vì như những người đàn ông khác thế nào. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng từng đứa hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là ừ. Đúng không? Không nói được không? Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chung hạnh phúc với hai nàng công chúa. Rất là dễ thương. À, xin cảm ơn Thành với Mận. Dạ. Em đi uống cà phê, cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhẩm hay sao. Em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về cái em mới thấy đẹp trai. Còn bạn? Thông như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em mà mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, cái này dặn lên không có đập anh, mà dặn lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi, hứa đi, hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Họ cường hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu là, mà tin. Là. Đúng, đúng Linh Đà. Trở với cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Cường, em là nhân viên dịch vụ công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ, năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có, em thích lắm á. Em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây á. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Trời ơi, gian nan lắm á, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Trời ơi. Sao vậy? Sao vậy? Dạ chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Mọi người cảm ơn em. Vỗ tay. Dạ. Rồi chuyên. Còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sao? Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị hất tình. Rồi xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa á, xong rồi đem trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66, là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, cũng chạy theo em hoài luôn á. Dạ. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc mình đó chọc ngược lại thôi. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ. Em chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm. Ảnh tập thể thao, mặc quần đùi, áo thun ba lỗ. Mình nhìn mình nhìn cũng mê mê. Nhưng mà bây giờ là mặc quần lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này ảnh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà ảnh cua mà ảnh cua trắng trợn luôn á. Nhắn hay sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Rồi xong ảnh nhắn cả tháng trời á, xong ảnh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhẩm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá đúng không? Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp. À. Ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Thôi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động
cô bên nào? Dạ ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần rồi, xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ em nói cái anh này á, suốt ngày anh cứ nhắn tin mà anh hẹn vậy hoài, không biết chừng nào mà mình mới chịu mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi, em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đường ai nấy đi, khỏi ăn lạc nữa cho khỏe. Thiệt luôn á. Ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Dạ anh em đủ phải đồng ý chứ. Rồi sao trong một tháng thử thách? Dạ trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á, em cũng không nói gì luôn, từ từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Rồi bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu, đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em, không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền, xong rồi mới làm. Thế như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em mà giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, giận lên không có đập anh, mà giận lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cỡ lên em xấu hổ chết. Mà nói là đã lên rồi phải làm. Đúng rồi đó. Chơi luôn em đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng kể nọ. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi, xong rồi rồi em năn nỉ gian sinh luôn á, là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi, sau vài tuần coi này thấy thích quá chịu không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy chứ, cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị. Nói em không chịu chuồn hết rồi, bắt xe về quê. Tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời vậy cái chương trình mà đòi ly dị em ghê thiệt. Chồng tức thiệt, chi cái chương trình này mà đòi ly dị em. Mà nói em là không thương này nọ, chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải. Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không có mấy đâu nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nó làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau mặt hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Muốn thay đổi. Vạch mặt nhau á, vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái cái đinh trên này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lon bia thì được. Có không? Em nói cho nó nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt lên. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á, lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Đó. Trời nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Đó. Xong đó cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp đến mức nào đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ. Bây giờ đến vạch mặt là chồng, đó. Bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả đóng luôn. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về chải đầu dục chỗ đó. Ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này, bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp em phải hỏi. Hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ ăn. Trời ơi, đi chưa? Anh nhằn sao? Tức cái bộ. Mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng cằn nhằn dân, mốt em không làm nữa thử hết cằn nhằn. Đúng không? Người ta làm cho ăn mà cằn nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt.
chứ đóng đồ mà mình phải gũa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng gũa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cằn nhằn đó phải không? Giờ hết cằn nhằn liền. Rồi còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm, chạy chạy khừng như ông già á. Thì từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu anh hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm 2 cửa lộn rồi đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì, em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nghéo. Thà là lợi quýnh cách bóp như thế em chịu được, lợi ngắt nhéo một cái em chịu khó chịu lên, la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như như giờ anh Quốc Thuận nè, Quốc Thuận ngồi cái ngay đây, anh Quốc Thuận có cục mỡ không? Thôi em tự nhiên em dạch mặt anh em. Tại đó em dạch mặt chồng em được rồi. Thôi em dạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh đâu có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt nó tao rồi. Trời giả man thiệt. Đau lắm. Em thích thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Anh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em gì? Đang vui vẻ, em đang muốn giờ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu ôi giỡn biết đau hả? Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy chị. Tổn thương là em chứ đau. Em này là tổn thương lòng. Còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy anh năn nỉ em mới quề, chứ em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm, chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh, anh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ sao mà anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì cứ lắc tắt người em, cái em không chịu, em đẩy ra. Cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc. Xay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em từ khoảng 5 phút xanh đi ngấy khọt khọt. Tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Chuyện năn nỉ không mình, được em ngủ, tại vì em năn nỉ tiếp. Anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, phải nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò, tủi thân dễ sợ luôn. Tổn thương từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng nọ qua tháng kia. Rồi, còn gì? Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái, hay là người ta bất kèn nhiều, hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh xuống kênh, không đâu bất kèn, tin tin. Chạy qua người ta mà còn quay lại kênh người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ anh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì cầm lên trước là không sao, chứ nào để dẫn lấy cho cầm được chơi. Cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm cái điện thoại kỳ á. Và trong khi đó em là dân công nghệ thông tin, em thích phải coi chứ. Dạ. Dọc máy này nọ. Dạ. Được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc không phải ý em nói là nói chuyện với em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú. Và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Cái gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi, còn gì nữa nè? Dạ, hai đó mong muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi. Mà em biết được không nữa. Rồi. Thôi bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Cường, hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi, giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu, mình tin. Là. Đúng lên đàng hoàng hứa, giống như là tuyên thệ được. Đó. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chứ. Tại vì các bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Thôi đó, chứ nghiêm túc hứa là làm được nghe trời. Không phải hứa xuồng đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính, như dẹp luôn trong cái bớt. bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại, nhưng mà có máy tính để xài, tại vì công việc thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu, nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó rồi, hứa rồi bây giờ ôm nhau cái đi. Chưa vợ phải hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó.
Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi, thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa là kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ giữ hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng luôn. Thầy hứa nha. Coi như quề bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây sẽ quá lộn, bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi nha. Rồi thề tiếp thề. Lên rồi. Rồi ok, cảm ơn anh bạn. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh chị. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Nhóm em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thà anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào Văn Hiền. Chào. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc. Xin mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77? Dạ. Trời ơi, thấy hơn tuổi em luôn á hả? Hơn tuổi đó. Trời ơi, suốt ngày có kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó Thái ơi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Rồi kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi. Năm nay em 31 tuổi. Vi nhỏ hơn 12 tuổi vậy. Dạ. Đúng con giáp đó. Dạ, đúng vậy. Đây rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào. Gặp nhau lần đầu tiên ở đâu, ấn tượng ra như thế nào? Dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Thuận biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh, hello chào em, anh là ca sĩ Du Ngọc Thái. Anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 80 tuổi, 90 tuổi. Tiệc mừng thọ. Cái mình nói, dạ ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết, em ghi cái check lịch lại rồi để em ơi tháng 7 em mà chưa có tới tháng chưa tới Tết, chưa có tới Noel luôn á. Bảy là tháng 11 á. Trước hơn nửa năm. Hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à, chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em anh mời. Cái đó là cái cớ thôi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mà cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời, mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao. Mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ mà. Cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy cũng như là nhóm trẻ trung năng động đó. Đúng rồi. Dạ, mà hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á. Nhưng mà tới tháng 7 năm tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá, cũng sao mà cũng gần tới tháng đó mà tới cái ngày đó mới vui. Ảnh gọi lại cho em, ảnh check cái giá. Rồi ảnh nói là bây giờ á là em hát như vậy á thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại, em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh ấy ok em. 10 triệu luôn. Trời ơi, em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy em nói ok, anh đợi em chút nha, để em check lại nhóm em coi đúng đó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá. Hiểu tham, hiểu tham. Hiểu mà 10 triệu đồng ý liền, cái đồng ý liền. Chứ bao giờ mà chết mẹ bị hố, bị hố. Em nói là trời chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi. Cái nhóm mấy mày ngu quá, gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi điện lại. Rồi gọi liền, nhóm trưởng mà. Alo, anh ơi cho em thêm 2 triệu được không?
Thôi dẹp luôn, khỏi khỏi kêu giống khác. Là Thái nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi. Tại vì em kêu giùm thôi. Thì anh nói, em nói sao đó là anh kêu nhớ nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cứ báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok. Thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu. Lúc đó thì bực bội rồi. Thì anh kêu giùm đi, có ăn uống ở trong này. Cái em mới bịch lại, em mới nói là thấy chưa, nói rồi. Thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi. Thôi 10 triệu cũng được. Em nói rồi chốt ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn. Anh ấy nè, con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không. Đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm, chở 4 đứa luôn, 7 chỗ lận. Mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi, chỗ nhóm em cái gì đâu. Nói thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui ha. Cái là lúc mà tới tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em, mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi, còn có mình em mà. Em nói ủa vậy em ngồi đâu? Thì ngồi với anh. Cái em đợi nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Thế mà cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh khều phải không? Anh khều. Khều. Em ơi, đi toilet không? Không có đi. Luôn vậy, vậy ngủ. Em ơi, có ăn không nguyên đám chứ ăn. Em nói bụng. Không có ăn uống gì hết á, đi xuống con sóc trăng đi là sợ nói vậy. Rồi sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cái về khách sạn xong mới mời đi tối thì rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn. Cốc cốc cốc. Em ơi, nhóm ơi, đi ăn một. Đi ăn. Có trong phòng không em? Im hết không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chưa bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, đó, lạnh lùng. Rồi sau đó có sau đi chung là... xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về trưa, em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là tại diễn. Anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc, nên là anh muốn mời em đi ăn để mà nói chuyện. Thấy bắt đầu làm thấy khó quá, cô bé này chắc không được rồi. Nên là gắn 4-5 tháng luôn em không gọi luôn. Xong thêm mấy tháng sau từ vô tình là người đang ngủ thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng. Em à, em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, này, tôi cãi à. Anh khỏe không? Anh khỏe không? Anh khỏe không? Khỏe không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Cái lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì? Chắc vậy. Cái em mới gì nè, lỡ cho bỏ rồi cái xẹt. À đúng rồi, anh Thái à, thử coi không biết anh đang rảnh không. Cậy nhắn đại đi. Nói anh rảnh không, uống cà phê không, rảnh gì đó. Trời ơi, nhắn liền, gọi liền. Em hả? Tối nay trời lâu quá trời luôn mới gặp em á. Tối nay nha, tối nay anh rảnh làm gì đâu, mời em đi ăn. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn. Lên xe hỏi anh dẫn em đi ăn ở đâu, em muốn ăn đâu. Em à, trời sao không được hết đó. Em đơn giản lắm. Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Mà em bận đồ đẹp nha anh. Anh cũng phải suy nghĩ được. Nghĩ sao anh cho em quá ốc sáo nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc dẫn đi nhà hàng đi đâu á. Thật lòng thôi, mình thật lòng. Nhìn cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sơ ri mà em bận cái tầm cũng dài cứ kiểu công chúa em đi. Mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê, kêu bé nãy ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mang nhũng dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình nói. Nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà đúng không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cua tới tấp luôn chị ơi. Ông như ông nghĩ bật đèn xanh luôn. Hay sao á. Ông bật tấn công em không chịu nổi luôn. Cái gì đâu mà. Trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á. Trời anh, con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại. Mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao? Rồi có khi nào dụ em? Trời ơi anh nghĩ có không? Có không? À, đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu. Còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh Thái mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống anh cua Cà Mau đời này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó ông bốc hai cái phòng. Tự nhiên anh nói thôi nhóm em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì Thành nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi chút rồi em về được.
thôi chạy chạy qua phòng anh chơi một chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun mình nước, ổng vô ổng tắm. Ổng muốn khăn đi ra. Nó đi đâu hả? Đi ngủ. Đi ngủ mà nổi. Đậu tôi sẽ cái ông kêu thì tối nay có hai cái giường thì em nằm bên kia đi anh. Hứa anh nói là anh hứa là nó có đụng chạm gì hết á. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây, cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăng qua ông cứ lắc qua lại, ông cứ dây rồi cái ông đây nè, ông ấy chứ mình nói chung là nằm kế chứ bên đây buồn mới lạnh lẽo. Cho qua nào tới chuyện thôi, hứa là ôm thôi, hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu, trời làm hay lịch sự ghê sợ hỏi xin phép đâu mình thấy trời sao mình cũng tội quá. Thôi kệ anh qua nằm đi, nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì, để không buồn cho ôm. Kệ ông gác qua ông ôm, thì nói chung là phụ nữ mà nói chung là cũng yếu lòng đúng không, xong rồi cái là bùng nổ thôi. Rồi cho luôn, bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ sống khăn là có ý hết trơn trời. Xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi, hả, khi nào cưới có cưới không. Em bình tĩnh đi bây giờ. Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nhé em. Hả, cũng nói vậy thường. Mà lúc đó sao, lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ mà... thì đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục thôi chứ không biết làm không có làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là có như là lưỡi, biết rồi là quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử. Đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thấm quá rồi. Nóng quá trời, anh mở mua khăn luôn nha. Bỏ khăn luôn hả? Bỏ khăn luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái mơ mình thương mà cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi và mình phải có trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi như sau vậy... cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12 năm 2011, là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 năm 2012. Rồi bây giờ nè, khui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Khó xấu tính, xấu tính đói. Tính lắm mà. Tại vì em bị bao tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn ra cho anh là sao? Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với lại cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích tính này và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi. Tiếp tật xấu nữa đi, còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng, anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ là anh kêu anh đi uống trà sữa không? Mà nghĩ sao mà tôi đi vô trà sữa uống với bà vậy Bi? Thôi. Hồi xưa đổi đi nhậu. Lấy cho anh làm tủ tán thôi. Rủ đi nhậu đi. Đi với ai rủ đi uống trà sữa. Rủ à bây giờ. Ngon mà. Cô ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì đúng không, nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mới đi, em đi suốt mà, nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một cái tính xấu là biết sao, là em rất là thương con, em muốn cho con em cái gì phải chu toàn, anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà mới đâu chịu vậy, bà kinh doanh có gì nghề của bà mỹ phẩm đi, nó kinh doanh, em nói em không cần làm, một mình anh làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cứ hay bực bội lên vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là vấn đề đó thôi. Rồi giờ thứ viên ông đó, cô ấy có thật xấu gì không? Vi thì cái tính Vi rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vi một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiểu cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, anh đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã, sao anh suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Dạ. Em đã nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là, mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vi làm là mình không có nói. Nhưng mà thật sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vi. Rồi bây giờ Vi mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi. Làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi. Với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi. Nhiều lúc lái xe lái cộ rồi. Thì lúc đi gấp kêu hối tài xế chạy muốn chết. Hối tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi.
Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được là ví dụ như vấn đề kẹt xe, mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được lắm. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị là chị thấy như vậy nè. Cái việc mà em mong muốn Vi á, không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok, nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt. Tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà, cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng với ai hưởng. Chỉ có điều là em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được. Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại để nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi. Đúng rồi. Cảm ơn hai vợ chồng Như Ngọc Thái và Vi. Hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Hồng Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Mình chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Như Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng cũng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn chị Hồng Vân và anh Tổng Thần. Em chứ em dạ em thôi.